Hello, The Ultimate Camping rồi đi cắm trại nào? Để đổi hình được. TZ Tiger Zoo. Con sâu vậy. Sâu có phần Andron. Một con kiến. Kiến Ron này vậy. Con kiến gián à. Con gián đắt. Wow. Một con kiến. Con kiến chúa. Chụp đầu. Con này nhỏ mình gọi là con cúc cúc á. Nó ở nước dưới một cái phễu. Tạo cái phễu đắt dưới. Bảo là con kiến nó rớt rồi là nó có cả nó chụp lại. Nó ăn bắt con kiến. Ôi chết điện à. Wow, có chết điện không? Điều trời, yên là con trùng là nhiều nhất trong sâu thế giới của chúng ta nè. Mấy con bọ, các loại kiến, ong, con bọ ngựa, vừa đánh con mèo. Bọ ngựa. Con gì đây? Con gì bám vô hoa? Con gì cái con trùng trùng quá ha? Con trùng trùng hay con gì lạ quá? Con trùng kim. Con nhộng đất này Nhật Bản nguyên lắm nè, giống như là samurai á. Samurai là xây dựng theo nó. Con cúc bắt kiến. Nó làm cái phễu ở dưới bắt kiến, làm cái phễu ở dưới đất bắt kiến. Giờ con nít nó không biết cái con chút cúc đó đâu. Mình thổ thổ đất là nó sẽ tụng động đất, nó thổ thổ ra chụp con kiến đó xuống phễu nào. Con rẹp cây chụp con rẹp chết mẹ, chụp đầu mày ăn thịt. Có cái hàm rất là mạnh, cúc vào con kiến lại chụp đầu mấy con rẹp cây, bực đập bắt mấy con rẹp cây. Mấy con rẹp cây này hại cây vậy nè. Mấy con rẹp cây vô quá chụp đầu con sâu ăn đó. Con ong nó chụp đầu con sâu sâu bướm mày hả? Sâu ghê quá. Nhìn quá lớn, con rẹp cây này khó bắt lắm. Có cái kén con gì. Wow, nó hút vỡ cây. Mà mấy con rẹp cây nó ăn cây hoa này, chết hoa này. Lây rồi sư tử, con bọ sư tử rồi. Nó lùi xuống đất, nó núp xuống dưới cái phễu, đi lùi để tạo thành cái phễu bảy cá. Kiến nó xuống, kiến nó xuống phễu này, chích vào ngoài vậy, gẹp ra ngoài, con nít giờ chắc không biết con này là con đẹp cây này, không cách nào mà hạ gì. Wow, cái ghế lắm, trồng cây sợ nhất mấy con này không có cách nào diệt mà. Con kiến này con gì à? Con armadillo à? Con tê tê trúc chiên ăn kiến. Con ong cũng bị con cúc bút luôn à? Con gì à? Nó hất cắp là cho con kiến đó xuống chết mày chưa. Lai là con chuồn chuồn đó. Con gì có cấm địa với con ép này ta? Con bướm. Bọ ngựa. Mantis fly. Bọ ngựa bay à? Có bọ ngựa bay nữa ta. Wow, chưa bao giờ thấy luôn. Có là bọ ngựa bay nữa ta. Wow, thì ra là con bọ ngựa bay nó giống con ong luôn, nó có thể bay được. Bọ ngựa bay là chụp đầu con ong kìa, giống con ong bắp cày, nèo bùi lạ.